Hello tất cả các bác và anh em nhé. Trước mắt các bác và anh em, hôm nay anh ấy về được một lô loa Mỹ, trong đó có hai mẫu, một là mẫu JBL bát 30 và bát 40, mà mẫu thứ hai là PV. Bên cạnh đó về được một số cục đẩy cloud của Mỹ, cloud như cái mắt kìa, mà giá êm lắm nhá, cực êm, nó chỉ tầm dưới 10 triệu thôi là các bác sở hữu ngay những cục đẩy cloud đẹp cái rồi. Và như trước mắt bác đây là anh Nguyễn đang về được ba đôi loa JBL bát 30, ba đôi loa JBL bát 50 nhé, hàng Mỹ lòi đấy, tức là bên em nhập từ kho bãi về là tháo luôn, kiểm tra trực tiếp cho các bác xem nó có chuẩn không đấy. Còn bẩn thiếu này thì em có nhiệm vụ làm sạch hết bác nhé, này nó chỉ là bẩn thôi, còn sạch cái dễ. Cái mã này nó là mã MDD212M đấy, thì có cái sử dụng của bác Uta, có cái nó sử dụng của bác là Meco này, MDD model là 212M, công suất từ 250 đến 500. Con này nghe nhạc hát hay lắm đấy. Đây như của bác bên em đã tháo hết ra kiểm tra kỹ càng rồi. Của bác này nó sử dụng là của bác từ 16 họng gần 70 đấy, zin đét luôn nhá, tất cả zin đét hết, kiểm tra kỹ càng hết rồi, ngon lắm, không có nào bị làm sao cả. Đây, có ba đôi em bỏ hết rồi đấy, ba đôi kiểm tra hết, và về đôi loa bát 40 Mỹ kìa đấy, tháo rồi cũng kiểm tra còn lành cảnh đáng hết rồi, không có bị làm sao cả. Đây hãy coi xem mệt hết này, con này con 40 với nhá, đấy con này 40, con này là MDD 215 rồi. Wow, đẹp chưa, phần tần của nó này quá chất đúng không, nhưng loa này về là ok rồi, chuẩn rồi, chuẩn chế rồi. Và em về một đôi JBL nhé, TR125 này đấy, thùng gỗ bọc da TR nhé, dòng gỗ quý tộc ấy, một đôi duy nhất, và một đôi TR126 to bự kìa, một đôi súp 918, rồi súp 918. Và tiếp theo về là những cặp loa JB 935 935 này, rồi là 835 này, đây là 126 này, đi về một loạt kia đấy, 30 20, và phải được ít crown đẹp này, này crown nhá, crown này là CE2000 đấy, có cả màu đỏ này, chạy sổ sắt, cái này sẽ rất mỹ nhá, là con 800 CL crown này, hàng bãi nguyên bãi đây, bác nhìn về và đẹp lắm, con này hàng Mỹ nhá, Medusa này. Đấy. Giá em này thì dao động của tầm 9 triệu nhá. 9 triệu thôi. Khỏe kinh khủng luôn. Đánh những cặp loa full đôi ok. Đấy. Mỹ lòi với nhá, Mỹ lòi này. Đẹp tuyệt vời luôn. Thì em sạch sẽ em cái sóng quay các bác. Đây báo cáo bác này, 30 đã có này. JB30 mà có này. 40 có này. Rồi ba số như ba đường tiếng này. 935, 835 đều có này. TR126 và một đôi với kìa. Đấy. Phải là một đôi. TR125 và một đôi. Các bạn làm nhu cầu alo sớm cho em nhá. Còn cái giá TR125 này giá là 16 triệu nhá. TR125. Còn TR126 là 16 lăng, bởi vì vận chuyển nặng hơn. Còn tất cả bát đĩa như nhau hết. À, về một ít là loa DC nhá. À, DC này, con này của bãi của Italia. Nó chạy cổ tép của bát phai tổ nhá, phai tổ tép leo chiếc leo, nhưng phai tổ giá em đang dự tính là hơn chục triệu đây. Đấy, màu trắng nguyên cốc bãi trở về nhá, là được vài đôi thôi,